Ban biên tập xin được chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Động thái của Lê Dương Bảo Lâm sau khi tin vợ bị xử phạt bán hàng giả. Sau thông tin vợ Lê Dương Bảo Lâm bị xử phạt vì bán nước hoa giả tràn lan trên mạng xã hội, cư dân mạng đã phát hiện ra nam nghệ sĩ đã khóa bình luận vào tối trước đó và trả lời fan một cách khó hiểu khi tự nhận sản phẩm phân phối là hàng giả. Trước sự việc vợ bán hàng giả mạo và bị Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai xử lý vi phạm, Lê Dương Bảo Lâm vẫn giữ im lặng trước công chúng. Tuy nhiên, khán giả đã soi được nam nghệ sĩ vẫn chia sẻ vlog về vợ và có những động thái chặn đứng bình luận của khán giả. Một thông tin mới đây cho biết vợ Lê Dương Bảo Lâm là Quỳnh Quỳnh đã bị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xử lý vi phạm do kinh doanh hàng giả. Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh này đã phát hiện hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Giá trị hàng hóa vi phạm là 60,5 triệu đồng. Trước đó, cơ quan này đã bán 1.118 chai nước hoa có giá trị 29,5 triệu đồng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci. Hai thương hiệu này được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam nên những sản phẩm nhái kém chất lượng đều bị xử phạt hành chính. Bên cạnh đó cũng đình chỉ hoạt động kinh doanh trong vòng 2 tháng đối với cơ sở của Quỳnh Quỳnh. Ngay khi thông tin được chia sẻ, nhiều người đã đồn đoán cái tên Quỳnh Quỳnh và cơ sở kinh doanh tại Đồng Nai không ai khác ngoài vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Tuy nhiên, sau khi sự việc nổ ra, khán giả đã phát hiện ra động thái lạ từ quán quân Cười Xuyên Việt. Cụ thể, ông bố hai con đã đăng một bài viết về món lẩu của vợ. Dưới bình luận, một khách hàng thân thiết đã hỏi về sản phẩm máy nặn mụn do vợ nam nghệ sĩ bán. Tuy nhiên, Lê Dương Bảo Lâm đã từ chối khách và cho biết, không em, giả không đó nha. Không hiểu ý của nam diễn viên hài muốn nói là sản phẩm này trên thị trường rất nhiều hàng giả để cảnh báo khách hàng hay đang nói đến hàng hóa của cơ sở mình. Hiện tại, phía Lê Dương Bảo Lâm vẫn chưa lên tiếng chính thức cho sự việc vợ bị xử phạt vì bán hàng giả. Tiếp tục là câu chuyện hàng nhái, hàng kém chất lượng, vợ của nam danh hài được cho là Quỳnh Quỳnh, vợ Lê Dương Bảo Lâm vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt vì bán nước hoa giả thương hiệu Chanel Gucci. Hiện tại số sản phẩm này đang bị thu giữ và được điều tra xử lý. Mới đây, thông tin từ Cục Quản lý Thị trường cho biết, tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai đã đưa ra quyết định xử phạt đối với cửa hàng QQ thuộc địa chỉ ở Long Thành do kinh doanh sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ như Chanel Gucci. Được biết, đây là các thương hiệu được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam và bất cứ hàng hóa trôi nổi nào có tên hoặc sản phẩm tương tự đều bị xử lý. Theo chia sẻ, cửa hàng của bà TTQA, người đại diện kinh doanh, có khoảng 10.300 sản phẩm mỹ phẩm là hàng nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, số sản phẩm này lại không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Số hàng hóa vi phạm có tổng giá trị là 60,5 triệu đồng. Trước đó, bà QQ đã đăng bán 1.118 chai nước hoa giả mạo nhãn hiệu xa xỉ là Chanel Gucci có giá trị 29,5 triệu đồng trên trang cá nhân. Được biết, đây là vợ của nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Người này cũng thường xuyên livestream bán hàng phụ vợ trên Facebook chính chủ. Với vi phạm này, Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với việc bán hàng giả mạo thương hiệu đã được bảo hộ độc quyền. Hiện tại, toàn bộ số hàng giả đang được yêu cầu tiêu hủy. Cư dân mạng đang hoang mang đồn đoán không biết nam danh hài này là ai. Người thường xuyên livestream bán hàng cùng vợ cũng không phải là quá khó để suy đoán. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.